Cảm ơn Ngài rất là nhiều. God bless you. Ở đây chính là món quà đến từ Trump. Cái cô gái này nói rằng, mong Ngài Tổng thống đừng có để nước Mỹ trở thành một cái đất nước giống như là Brazil. Brazil chính là nước mẹ đẻ của tôi. Please, please, làm ơn ấy. Đừng có để nước Mỹ biến thành Brazil. Cô đừng có lo. Tôi sẽ khiến cho cái đất nước này trở nên tốt hơn bao giờ hết. Các bạn thấy rồi, nước Mỹ là một cái đất nước tự do. Một cái quốc gia tốt hơn hầu hết những cái quốc gia kém cỏi hơn ở trên cái thế giới này. Và nhiều người trên cái thế giới này, người ta tìm đến nước Mỹ giống như là một cái chân trời tự do, một cái chân trời hy vọng, một cái cơ hội. The land of opportunities. Họ biết rằng là cái quốc gia mẹ đẻ của họ chẳng ra cái hệ thống gì, cho nên họ mới đi sang xứ người. Và họ ở Mỹ, họ sống, họ tập làm những công dân gương mẫu. Họ biết ơn những cái giá trị mà nước Mỹ đã ban cho họ. Đó là một cái đất nước tự do, nhân bản thật sự, mà thế giới này ai ai cũng ao ước được đặt chân đến và sống. Nước Mỹ là một cái đất nước tự do, chứ không phải là giống như là mấy cái bọn bê tô côn. Nó đi sang xứ người, nó lao động, cu li lưu vong. Ở quê nhà thì không có công việc, việc vàng, không có cơ hội cho tụi nó, cho nên tụi nó mới phải đi sang xứ người. Nhưng mà tụi nó đi sang xứ người nhưng lúc nào cũng vẫy 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 cái lá cờ đỏ sao vàng, xong rồi vỗ ngực tự hào lắm, Việt Nam ơi, xong rồi chê nước sở tại, chê nước Mỹ tệ lắm, Việt Nam tốt hơn, Nhật Bản tệ lắm, Việt Nam hay hơn nhiều, có nhiều tiền thì tao về Việt Nam tao ở Nhật làm gì, tao ở Mỹ làm gì. Đó là những cái người vô ơn, ăn cháo đáy bát. Việt Nam mà tốt như vậy á, thì tụi mày đi về Việt Nam mà sống, tụi mày ở lại Mỹ làm gì, tụi mày ở lại Nhật đi làm cái gì. Các bạn phải như là cái cô gái người Brazil này. Brazil là một cái đất nước rất là tệ, các bạn đã biết rồi, chỉ toàn giỏi ba cái trò bóng banh, banh bóng. Thường mấy cái đất nước mà nghèo không có cái gì để mà tự hào, họ rất là giỏi đá banh, giống như là Argentina vậy. Cô gái nói rất là hay và rất là thấm. Ngài Tổng thống đừng có khiến nước Mỹ giống như là Brazil. Đừng có để nước Mỹ giống như Brazil. Cái tự tưởng tượng nếu cô gái này mà người Việt Nam mà nói câu đấy, ngài đừng có để nước Mỹ biến thành một đất nước cộng sản ấy, thì trời ơi, cái bọn bò đó mẹ nó cúng, cấm không cho nhập cảnh ở Việt Nam luôn đấy. Brazil không đến cái mức độ đó đâu, nhưng ở Việt Nam chắc chắn như thế, sẽ bị bò đó tấn công dữ dội. Now I have worked at McDonald's. I've now worked for 15 minutes more than Kamala. Đấy, và bây giờ ông ấy đang trả lời họp báo. Có rất nhiều phóng viên với nhiếp ảnh gia ở bên ngoài chụp ông ta. Bây giờ tôi đã chính thức làm việc ở McDonald's lâu hơn bà Kamala Harris 15 phút. Okay, she never worked here. Cô ta chưa từng làm việc ở đây. I've now worked 15 minutes more than Kamala. Và tôi đã làm việc 15 phút lâu hơn Kamala. I'm going to say why the, because she's lying. Bởi vì cô ấy là Kamala nói dối. Và tại sao cô ấy phải nói dối? Cô ấy không có nên nói dối. McDonald's đã xác nhận 4 lần là cô ấy chưa bao giờ làm ở McDonald's. Bây giờ chúng ta không có nói về việc đấy nữa. Đây là một cái công ty tuyệt vời. Đây là một đất nước tuyệt vời. Các bạn hãy xem kìa, có rất nhiều người đang xếp hàng. Có thể có hàng ngàn người luôn. At Penn, so I love Pennsylvania. Always. Tôi rất là yêu Pennsylvania. They have a Trump store. I'd love to go. I don't know if Secret Service could work it out. I'd go there. How about that? Can we do? Mọi người nói rằng ở gần cái vị trí McDonald's này có một cái cửa hàng Trump store. Trump store tức là một cái cửa hàng bán những dụng cụ, đồ vật, quần áo, nón mũ liên quan đến ông Trump. Tức là ở đó sẽ là một cái tập hợp rất nhiều người ủng hộ Trump. Cho nên ông Trump, ông ấy nói rằng là nếu mà mật vụ xác nhận vị trí đó an toàn thì tôi sẽ đi. Qua cái lời nói này của ông Trump á, thì mình lại tái nhận thức được một điều nữa, là bất kỳ cái vị trí ông Trump này đi là đều phải được mật vụ kiểm tra từ trước, chứ không phải là dễ dàng ông ấy muốn đi đâu rồi đi. Các bạn thấy khổ không? Đi đâu mà cũng phải đợi ý kiến của mật vụ thì mới dám đi. Cho nên ông ấy mới quay lại hỏi nhân viên của ông ta là tôi có đến được cái cửa hàng Trump Store đó không? Hỏi mật vụ thử xem. Can we go to the Trump store? Can we go to the Trump store? Đâu phải ông ấy muốn đi là đi được đâu. Các bạn thấy không? Rất là tội nghiệp. They have a Trump store. Bọn họ đang mở một cái Trump store. I don't know, people open up Trump stores all over the country and they're beautiful. Mọi người mở những cái cửa hàng Trump store ở khắp mọi nơi trên đất nước và nó rất là đẹp. It's two blocks down, they say. Nó gần đây thôi.
Check it out. Bạn kiểm tra giùm tôi với. I do it in 2 seconds. They have Trump stores all over the place. I get nothing out of it. You know what I mean? Dĩ nhiên là tôi không có được lợi gì từ những cái cửa hàng Trump store đó. Tôi chỉ giành được một cái điểm lợi duy nhất từ những cửa hàng Trump store đó, đó chính là cái chức tổng thống sắp tới này thôi. Đó là những gì mà tôi có thể đạt được. Tôi rất là yêu những con người này, bọn họ mở cửa hàng Trump store ở khắp nơi. Và điều đó khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Thank you all. We're going to take a look at the Trump store. If Secret Service can do it, I'm doing it. I like. Cảm ơn. Tôi sẽ xem coi là Trump store đó có an toàn hay không. Mật vụ sẽ xác nhận giùm tôi. Nếu mà họ ok thì tôi sẽ đi được. Chúng tôi có rất nhiều thời gian ở đây. What do you want? You want something while you're there? I tell you what. How about if we gave you some French fries? All right? Are you? That's sort of a bribe, but I think a bribe for a buck is okay, right? Mọi người muốn ăn gì không? Chúng tôi muốn ăn khoai tây. Được rồi, vậy thì tôi sẽ cho mừng ăn khoai tây. Nhưng mà tôi cảm thấy cái này giống như là hối lộ các vị vậy. Nhưng mà không sao, hối lộ một cái món ăn vài đô la thì chắc cũng không có sao đâu. Tôi sẽ chuẩn bị một vài món fries cho mấy người. Ai đó hãy đến lấy đi nha. Let's get them some french fries, okay? For the fake news. These guys don't get any. They're nice and warm and comfortable, right? All right, good. Give me a couple more on that. Cho tôi thêm fries đi. Oh, you're very stingy with that product. Look at that. She's a good worker. You want to have... That's the kind of people you want to have work. She gave them one french fry for 30 reporters outside. Ý ông là sao đưa ít thế? Đưa có một cái french fries thôi, đưa nhiều vào, có 30 phóng viên ngoài kia lận. Two in a bag? Two in a bag, yeah. Okay. Two in a bag. We'll throw them out the window. Go fuck. You having a good time today, everyone? Pretty good, right? Pretty good. Oh, well, don't they go well? I know you're in the health club. Record time. Rồi bây giờ ông ta chuẩn bị họp báo nha. Có một cô phóng viên hỏi ông Trump một câu này. Quickly and decisively, and we did a great job. But we had the greatest economy ever. We had the best border ever. Being conciliatory versus confrontational. How do you separate that out in your life? Ông chọn cái cách tiếp nhận vấn đề như thế nào ở trong đời sống thường nhật của ông? Biện pháp hòa giải hay là biện pháp trực diện? Đây là một câu hỏi khá là hay. Các bạn luôn luôn có hai biện pháp khi mà tiếp xúc với một cái vấn đề nào đó. Biện pháp đầu tiên là biện pháp hòa giải. Biện pháp thứ hai là biện pháp cứng rắn, là các bạn phải tiếp xúc với đối phương với cái thái độ cứng rắn. Dĩ nhiên hòa giải rất là tốt, nhưng mà có những cái tình huống trong cuộc đời chúng ta cần phải có cái thái độ cứng rắn và đối diện, tiếng Anh là confrontational, để mà đối phương biết là chúng ta cần cái gì. Chứ nếu không là họ cứ tưởng rằng là cái thái độ hòa giải của chúng ta nghĩa là chúng ta đang sợ họ, và điều đó là điều không nên, nhất là trong cái môi trường chính trị. Dĩ nhiên là tôi luôn luôn muốn có thái độ hòa giải, nhưng mà đôi lúc có những cái tình huống mà thái độ đối diện tiếp rất là quan trọng. Ví dụ giống như là khi mà bạn đang thương lượng với những quốc gia khác, những quốc gia mà đã trục lợi các bạn bao nhiêu năm nay, những quốc gia mà đã trục lợi các bạn bao nhiêu năm nay, kể cả bạn của chúng ta, chúng ta phải đem lại những cái lợi ích, giành lại những cái việc làm cho người dân của chúng ta. Liệu ông sẽ chấp nhận với kết quả của cuộc bầu cử sắp tới hay không? Ý bà này hỏi là đang đá đểu đến cái sự kiện tháng 6 năm 2020 đó các bạn. Tức là trong trường hợp ông Trump mà thua, ông ấy có đồng ý với kết quả của bầu cử hay không? Hay là ông ấy lại lên mạng xã hội rồi nói rằng ông ấy không chấp nhận cái kết quả của cuộc bầu cử rồi này rồi nọ? Dĩ nhiên thôi, đó là một cuộc bầu cử công bằng. Tôi sẽ luôn luôn chấp nhận cái kết quả. Nó sẽ là một cái cuộc bầu cử công bằng. Hiện tại thì trong tất cả các khảo sát thì tôi đang dẫn đầu. Tất cả ở những bang trung lập, swing state, tôi đều có cái kết quả rất tích cực. In fact, they just had an RCP said we're 93.2% chance of winning. I think. Mình không biết RCP là gì, nhưng mà người ta nói rằng ông Trump có 93% cơ hội thắng cuộc, giành quyền làm tổng thống. That's pretty good. Và đó là một cái tin rất là tốt. Chúng ta sẽ đợi kết quả thực sự như thế nào. Cảm ơn rất là nhiều.
Cô làm việc cho nhà báo nào? CBS Philadelphia. CBS, are they the CBS có phải là cái yes. trang đưa tin tức đưa 60 phút không? Ý ông Trump là cái kênh này nè, 60 phút. Chắc có thể là cái kênh này đã đưa một cái tin gì đó liên quan đến bà Kamala Harris, nói tốt về bà. Cho nên ông Trump không có thái độ tốt với cái trang CBS này. Mình chưa coi video này nhé, cho nên mình không có nói được cái gì. Nhưng mà đó là cái kênh này, 60 Minutes, CBS 60 phút. Yes, yes. Are they the ones that changed her answer to make it possible? Có phải là cái kênh mà đã thay đổi cái câu trả lời của bà Kamala để biến nó thành tích cực hay không? Mình dám chắc luôn là ý ổng nói đến cái video này nè, CBS 60 phút, chính là cái video này. I'm not with network, I'm local. Well, yeah. Tôi không có làm việc trong hệ thống, tôi chỉ là một nhà báo địa phương. So, well, we... Cái nào mà chả như nhau? Ông Trump lúc nào ông trả lời thẳng. Cái nào mà chả như nhau? Đã là CBS thì mày cũng là CBS thôi. Actually ráng bể lại. We actually aren't the same thing. Chúng tôi không hẳn là như nhau. Một số người nói rằng là bà Harris có thể là một người có thái độ đoàn kết hơn, more unifying. Ý cô đoàn kết là sao? Bà Kamala là một người chia rẽ nhất mà tôi đã từng biết. How so? And she lies about her job applications and she's told some horrible lies, but she's a very divisive person. And cô ấy nói dối về lịch sử làm việc cô ấy, và cô ấy là một người rất là chia rẽ. Theo như những cái báo cáo, tôi mới là người khiến cho tất cả mọi người đoàn kết. The Border Patrol, by the way, for those that haven't heard, the Border Patrol a couple of days ago gave us their complete and total endorsement. They said Trump Border Patrol tức là đội tuần tra biên giới. Vừa rồi họ đã vừa nói rằng là bọn họ ủng hộ tôi hoàn toàn, tức là những nhân viên làm ở biên giới đó. Họ nói rằng là Trump là một ngài tổng thống tốt nhất mà bọn họ đã từng có. Và bà Kamala là một người tệ nhất mà họ đã từng chứng kiến ở biên giới. Cô ấy đã bảo vệ biên giới rất là tệ và điều đó đã khiến cho đất nước chúng ta tan vỡ. Bọn họ đã cho rất nhiều người đi vào quốc gia này, 21 triệu người, trong đó 13.000 là những kẻ giết người được thả ra từ khỏi các nhà tù đến từ khắp nơi trên thế giới. Cảm ơn mọi người. Thank you. Grab some before you lose them. He's my kind of guy. You want ice cream? I'll get you some ice cream. Các bạn muốn ăn kem không? Tôi sẽ cho các bạn một ít kem. She's doing a good job. Yes, she is. Oh, yes, ma'am. It's Kamala's birthday? Hôm nay là sinh nhật của Kamala ư? Cô ấy đã 60 tuổi được. Yes, I would say happy birthday, Kamala. Tôi sẽ nói rằng là chúc mừng sinh nhật Kamala nhé. Cô ấy đã 60 tuổi rồi. I think I'll get her some flowers. Ông sẽ cho cô ấy một ít khoai tây không? Tôi nghĩ là tôi sẽ cho cô ta một vài bó hoa. Có thể là tôi sẽ cho cô ấy một ít khoai tây. Tôi sẽ cho cô ấy ăn một chút sản phẩm của McDonald's. Hôm nay là sinh nhật của cô ta. Chúc mừng sinh nhật Kamala. Chào mọi người. Đây quả là một nơi kỳ lạ để mà mở một cuộc họp báo. Mở một họp báo ở McDonald's. Was that a strange place to do a news conference? A strange place to do a news conference. I want to thank you very much for the use of your beautiful store. It's essentially a store. And that's great. So you know about the Trump store down the block? It's nice. CBS. You mean the home of 60 Minutes? They did. Cái ông này có vẻ là hiềm khích với CBS. Có phải bạn là người làm việc cho CBS không? A bad thing. They got caught. They got caught. With their hand in the cookie jar, as they say, that wasn't good. Bọn họ bắt ngay tại trận. Caught with their hand in the cookie jar. At 60 Minutes. Don't worry, they won't put this on. Have a good time. Bọn họ sẽ không dám đưa cái khoản này lên tin tức đâu. Cảm ơn mọi người. Rồi, bây giờ thì mọi người chuyển camera sang chỗ khác. Bên ngoài đường là có rất nhiều người ủng hộ ông ấy. We want Trump. Tôi muốn Trump. Đấy, đoạn stream đến giữa chừng là kết thúc.
cái video này dài 55 phút nhưng thật ra là chỉ có 25 phút thôi, còn lại là ở cái tình trạng như thế này, không còn nữa. Đấy, thì video của mình đến đây cũng là kết thúc. Mình đã cho các bạn coi toàn bộ cái buổi giao lưu của ông Trump với các nhân viên McDonald's. Mình rất là mong chờ cuộc bầu cử tổng thống chính thức vào tháng 11 sắp tới. Mình mong rằng ông ấy sẽ tái đắc cử tổng thống lần tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một ngày tốt lành.